Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với Đỗ Dũng thưa quý vị trong mấy ngày qua có một nhân vật cao cấp của Trung Quốc tự nhiên mất tích tôi không biết đến thời điểm mà sau khi cái chương trình này phát ra thì nhân vật này xuất hiện hay chưa tôi chưa rõ nhưng mà nói chung là mất tích đó là ai đó là ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ông lý thượng phúc trên màn hình quý vị thấy đó ông mới lên bộ trưởng quốc phòng hồi tháng 3 vừa rồi trước đây ông là cái gì ông trước đây ông là phó tư lệnh lực lượng tri chi viện chiến lược à, làm rất quan trọng rồi ông cũng có từng một thời gian có liên quan đến ông cự can sinh cũng là một đối tượng điều tra trong cái vụ liên quan đến lực lượng mà tên lửa đó. Thì người ta thấy vắng mặt trong những ngày qua là bởi vì nó như thế này. Theo cái bên phía Việt Nam mà thông báo đó. Thì là ngày mùng 7 và mùng 8. Ông sẽ có mặt tại tỉnh Vân Nam. Giáp tỉnh Lào Cai Việt Nam. Để tham gia giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam và Trung Quốc. À, ban có thể ban kỹ thuật có thể chiếu cho các đoạn video à, đoạn thứ tư đó là trong cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 8 vừa qua thiếu tướng Lê Xuân Sang phó cục trưởng cục tuyên huấn của không cái 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 video thứ tư đây à, xin lỗi vậy là cái video thứ ba rồi à, cái video mà có Việt Nam á à, xin lỗi xin lỗi cái video thứ năm video thứ năm xin lỗi đây 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 xin lỗi cho nó video thứ năm Đó à thì đây là cho ông tướng Lê Xuân Sang phó cục trưởng cục tuyên huấn cho biết giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc góp phần cụ thể hóa tuyên bố chung giữa hai nước về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10 năm 2022. Đó. Thì à, bản tin cũng cho biết thêm là sự kiện này nhằm tăng cường tin cậy hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai bên là một trong những hoạt động đối ngoại của bộ quốc phòng việt nam đó là theo ông thiếu tướng uh, lê xuân sang cho biết như vậy thì trong chương trình này thì ông uh, sẽ hai bên sẽ có lễ đón ông lý thượng phúc sẽ đón ông ở uh, phan văn giang ở tại cửa khẩu ở tại uh, vân nam còn phan văn giang sau đó sẽ đón ông lý thượng phúc ở tại cửa khẩu quốc tế lào cai làm lễ chào tô son cột mốc biên giới trồng cây hữu nghị khởi công nhà văn hóa hữu nghị tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hai đoàn cũng sẽ thăm tặng quà học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Lào Cai và tổ chức hội đàm tại đây. Đó. Hoạt động của Trung Quốc thì bao gồm có là gì? Lễ đón đoàn đại biểu Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu, lễ chào tô son cột mốc trồng cây hữu nghị thăm đơn vị quân đội trường học tại khu vực Hà Khẩu và tọa đàm nói chung là hai bên làm giống nhau. Bên này qua bên kia, bên kia qua bên này, đó, là giao lưu quốc phòng. 7 và 8. Tháng 9 mà hôm trước trên chương trình này tôi có nói với quý vị là đây là cái hoạt động mà gọi là có thể gọi là xoa dịu Trung Quốc trước chuyến thăm Biden à trước chuyến thăm Việt Nam của Biden. Quý vị nhớ không tôi quý vị á. Ông Biden thăm Việt Nam ngày 10 11 tháng 9. Thì ngày 25 tháng 8 ông Nguyễn Phú Trọng thân trình đi ra cửa khẩu hữu nghị quan ở Lạc Sơn gặp ông đại sứ của Trung Quốc, ông đại sứ Hồng Ba thay vì gặp Hà Nội ông ở Hà Nội thì ra bên giới gặp. Đó. Rồi ngày 29 tháng 8 là 4 ngày sau thì Bộ Quốc phòng họp báo thông báo là ngày 7 và 8. Tức là trước ngày ông Biden đến Việt Nam 2 ngày sẽ có giao lưu quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cuối cùng chuyện này không xảy ra. Tất cả báo đài Việt Nam không hề đưa tin này trong ngày 7 và 8 tháng 9 vừa qua. Im tin thích. Chuyện gì xảy ra đây? Không biết. Thấy không? Trước đó là rầm rộ đăng Tất cả các báo đều đăng Mà đăng dày Hai cái chuyện báo chí Việt Nam Trước khi ông Biden đến Ba cái chuyện báo chí Việt Nam đăng dày nhất Thứ nhất là chuyện ông Lưu Kiến Siêu Trưởng ban liên lạc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Và là đặc phái viên của Tổng Cận Bình Đến Việt Nam từ ngày 4 đến 6 tháng 9 Và ngày 5 tháng 9 Thì vô hội kiến ông Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Đảng Thì ngày mùng 5 tháng 9 báo chí mới đưa tin thôi Ngày 4 tháng 9 không đưa tin đó, ngày năm tháng chín thì đưa tin còn ngày 25 tháng 8 đó thì ông trọng ra biên giới ngày 29 tháng 8 đó thì bộ quốc phòng họp báo nói giao lưu ba sự kiện này đều đưa tin rất làm rộ để cho thấy là Việt Nam vẫn hữu hảo với Trung Quốc đúng không để khỏa lấp chuyến đi của ông Biden thì khi mà chuyện này nó không xảy ra chuyện giao lưu biên giới không xảy ra thì nó phải đăng báo không đăng luôn im lặng luôn chuyện gì xảy ra đây không biết thì thưa quý vị Trong những ngày qua đó, Cụ thể là ngày 9 tháng 9 Thì có người tiết lộ cái tin này Đó là cái ông đại sứ Hoa Kỳ Ông Đại sứ Hoa Kỳ Ở tại Nhật đó. Ông này là ông Ram Emanuel Từng là tránh văn phòng của ông Barack Obama Và từng là thị trưởng Chicago Bây giờ là thị trưởng à, bây giờ đại sứ của Mỹ tại Nhật ông viết trên Twitter ông thắc mắc xin bác thật cho coi cái mình cái, cái hình cái cái, cái, cái đó. đó. đây này à. thưa quý vị ông viết này nội các của chủ tịch tập thì đang đứng xếp hàng thấy không để xem cái tiểu thuyết của Agatha Christie và rồi không có gì cả trước hết bộ trưởng ngoại giao tần cương biến mất sau đó đến hai chỉ huy của lực lượng hòa tiến biến mất và bây giờ là bộ trưởng quốc phòng lý thượng phúc không thấy trong hai tuần qua đây ông viết tiếp này who's going to win this unemployment race ai sẽ thắng cái cuộc đua mà gọi là thất nghiệp này giới trẻ Trung Quốc hay là nội các của ông Tập Cận Bình à, Tại sao giới trẻ Trung Quốc ở đây Thưa quý vị số là như thế này Hôm trước tôi kể với quý vị rồi Giới trẻ Trung Quốc lực lượng lao động Ngon cơm mà bẻ gãy xương châu tuổi từ 16 đến 24 Thất nghiệp trên 21% Tức là 100 đứa đó, từ tuổi 16 đến tuổi 24 đó, Thì có 21 đứa không việc làm Bây giờ phải đi qua chỗ khác qua nước khác kiếm việc làm mà Trung Quốc đa số gia đình là một con nữa. Con số đó nó không có tốt đến độ mà Trung Quốc cấm luôn bắt đầu tháng 8 không được công bố số gọi là lao động thất nghiệp nữa. Nhưng con số đưa ra không có lợi trong tập cận bình. Thành ra cái ông Emmanuel này ông mới viết cái câu là giới trẻ Trung Quốc hay là nội các Trung Quốc ai sẽ chiến thắng cái việc mà gọi là bị thất nghiệp nó Thì thấy ghê chưa nó, 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 nó nhiều cái bí ẩn lắm bởi vì nó chế độ độc đảng độc tài cái dịu dâu diếm ấy và đây là câu chuyện đang nổ lớn mà âm mỉ ở trung quốc người ta đang chờ xem một lý thượng phúc để bị cái gì và số phận nó sẽ ra sao tôi sẽ trình bày tiếp câu chuyện này sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình sct cảm ơn quý vị dưới mình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về câu chuyện sự mất tích của ông tướng Lý Thượng Phúc, thượng tướng Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc mới lên Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 3 vừa rồi. Ở tháng 6 ông có đi Singapore dự hội nghị shangri -La. ông chỉ bắt tay với ông Lloyd Austin, ông Lloyd Austin xin nói chuyện ông không 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 nói. Ông có đi qua bên Trung Quốc hai đi qua bên Nga hai lần và lần mới đây ông đi qua cả qua Nga và Belarus nữa. Đó. bây giờ ông biết sao biến mất thì cái sự việc này thưa quý vị nó xảy ra là nó do cái ông emmanuel ram emmanuel ông nói ông viết trên twitter thì chưa thấy trung quốc phản ứng chuyện gì cả bởi vì ông emmanuel ông làm chuyện này thì cũng không có đúng lắm bởi vì thường thưa quý vị các giới chức ngoại giao đó nhất là đại sứ các nước trong khu vực đó, vì ông này đại sứ ở nhật mà kế trung quốc nó coi như lăng giềng trung quốc thì thường người ta kỵ cái chuyện là xía vô cái chuyện nội bộ nó khác Nhất là giới chức cao cấp đó. Ông Emmanuel là viết tỉnh bơ <laughs> đó. Thì uh, tờ Japan Vân nè tờ báo lớn bên Nhật Họ gọi ông này, họ gọi luôn cả bộ ngoại giao của Mỹ Gọi luôn cả tòa đại sứ của Trung Quốc ở Washington Nhưng mà không nơi nào trả lời hết đó. Không nơi nào trả lời nhưng mà cái chuyện của Emmanuel là coi như làm Trung Quốc bực mình lắm Bực mình lắm chưa không Nhất là bây giờ Nhật với lại Trung Quốc cũng không có thuận thảo với nhau cho lắm Trong lúc này Mà ông này lại là đại sứ của Mỹ ở tại Nhật nữa Tức là đại sứ của đế quốc rồi Kẻ thù rồi Lại ở cái nước mà gọi là quân Việt nữa đó, đó. Mà đi chọc qua cái chuyện của nhà chúng tôi à. Vào cái lúc mà thường có bị quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ xuống thấp Rồi liên quan đến vấn đề Đài Loan rồi đủ thứ hết đó và trước đây thì ông biden cũng từng gọi ông cận bình là độc tài nữa đại khái nữa. nhiều chuyện lắm đó thì một người khác một cái nhà phân tích tên là gabriel guido cái người này là managing editor của một cái công ty mà cố vấn tên là Tenor holding ở new york thì nói rằng là trong thời gian qua thực ra thì nếu mà nói ông emmanuel làm vậy á, thì cũng tội nghiệp chống bởi vì cái người này nói là cái ông gabriel này ông nói là bởi vì chính sách ngoại giao trung quốc trong thời gian qua là chiến lang là cũng đâu vừa rồi đâu cũng xíu ở các nước khác cũng tọt tọt chỗ này tọt chỗ kia Rồi, thì bây giờ mấy anh world warrior mấy anh chiến lan thì giờ chiến lan lại đó này là hai bên đấu khẩu với nhau là đã khái Đấy. nhưng mà cái chính là thưa quý vị ở chỗ này nè, Cái việc này nó xảy ra Vào ngay thời điểm ông Tập Cận Bình Không đi dự hội nghị thượng đỉnh G20 Thế vì thế hôm trước tôi có làm một bài Tôi nói với quý vị là Ông Tập Cận Bình bị Các bậc tiền bối Gọi là nướng ở Bắc Ninh Hà Nhớ không Vì cái tình hình kinh tế Để cho trẻ em Để cho trẻ em thất nghiệp rồi cái chính sách ngoại giao cứng rắn nghĩa là ngang tàng, kiểu là cao bồi châu á đó rồi bây giờ thêm mấy cái vụ này ông lý thượng phúc mà trước ông lý thượng phúc là ai đấy tôi nhắc quý vị rồi hai người gọi là chỉ huy lực lượng hòa tiến mà hòa tiến đây đó tên lửa đó là có tên lửa nguyên tử nha hòa tiến nguyên tử nha là lực lượng coi như quan trọng nhất trong quân đội trung quốc trong cái chính sách bành trướng và có thể nói là chiến tranh của ông tập cận bình luôn đây là những người ông tập cận bình chọn mà bây giờ hai ông này nghe đâu là bị tham nhũng dính tham nhũng và bởi bị luộc mà không có cho biết lý do luôn thì người ta mới thấy là trong thời gian qua thưa quý vị bên trung quốc những cái chuyện mà cứ mất tích rồi mất tích rồi không thấy nói gì cả nhiều lắm thì cái người đầu tiên nếu quý vị còn nhớ đó là cách đây không lâu quý nhớ ai cô bành xoáy à cô này tay vợt tennis hạng cao của nữ thế giới bên tay trái vậy mà đó cô này đó là cô tố cáo là ông trương cao lệ cựu phó thủ tướng trung quốc à có gọi là ăn phở ăn cơm gì với cô đó sau khi về cô biến mất luôn một thời gian không lý giải gì cả sau đó tái xuất hiện thì không thể nói gì hết Đó là một cái bí ẩn đầu tiên Người thứ nhì trên mà màn hình quý vị thấy là ai? Ông Tần Cương thì tôi đã nói rồi Tôi làm hai ba bài về ông Tần Cương rồi Quý vị thấy không? Bây giờ biến mất luôn sau cái vụ mà Nghe nói là có con rơi con rớt gì với cái cô phóng viên báo Phượng Hoàng, Đài Phượng Hoàng gì đó Cũng không lý giải đâu mà Ông Tần Cương là người ông Tập Cận Bình chọn luôn nha Giống như hai cái ông tướng mà mà, mà, mà tên lửa đó rồi người thứ ba trên mình quý vị thấy đó là ông Lý Thượng Phúc Cũng là người ông Tập Cận Bình chọn Người thay thế ông Nguyễn Phượng Hòa Thì không biết ông này có dính đến cái vấn đề tên lửa của hai ông kia không thì không biết Nhưng mà mất tích trong khoảng hai tuần qua Và không tham dự cái giao lưu quốc phòng với nước Cộng sản anh em là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Không gặp cái người Cộng sản anh em là Đại tướng Phan Văn Giang phó bí thư quân ủy trung ương ủy viên bộ chính trị ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng quốc phòng đại tướng vắng mặt không gặp ông phạm văn giang báo chí việt nam không đăng luôn người thứ tư là ai ông hồ Cẩm đào vị nhớ rồi gì người mà bị kéo ra khỏi đại hội đảng lần thứ 20 đến bây giờ cũng không lý giải luôn vừa rồi ông bực quá ông không đi bắt đấy hà họp luôn và cuối cùng người thứ năm phải là ông Jack Ma à, người sáng lập Alibaba cũng có một thời gian vắng mặt rồi giờ không hoạt động bây giờ đi dạy học rất nhiều bí ẩn ghê lắm rất rất là quá nhiều bí ẩn đây trong đây không có hình hai ông tướng à, tên lửa nha có hai ông tướng tên lửa đã đủ là bảy người nữa thì cái ông có một ông nữa hà một ông nữa là ông Tiêu Á Khánh ông là bộ trưởng kỹ nghệ và kỹ thuật thông tin thời gian qua cũng biến mất à, một thời gian cũng bị biến mất một thời gian đó bị biến mất một thời gian sau đó thì thấy xuất hiện và bị cái tội là tham nhũng đó là cái ông tiêu á khánh bộ trưởng bộ uh, gọi như là gì bộ kỹ nghệ và uh, kỹ thuật thông tin đó đó là ông tiêu á khánh rồi một ông nữa thưa quý vị uh, là cái ông này là quý chắc quý vị biết đó là ông mạnh hồng vĩ giám đốc interpol của trung quốc ông này ở nước ngoài ở bên canada bị triệu về xong cũng biến mất một thời gian sau đó tái xuất hiện rồi bị tố cáo là cũng có tội tham nhũng gì đó. đó và trung quốc là nổi tiếng có những cái vụ mà gọi là bí ẩn như thế này và đặc biệt là Trung Quốc cũng bị nhiều nước tố cáo là thành lập những cái sở cảnh sát bí mật ở nước ngoài, chẳng hạn như ở Mỹ, rồi ở bên Anh, một số quốc gia khác bị người ta phản đối và quý vị còn nhớ có cái vụ mà nhân viên tòa lãnh sự ở Manchester bên Anh hành hung những nhà hoạt động bên Hồng Kông, quý vị nhớ hồi trước tôi không cho quý coi rồi đó, thì. Chúng ta không biết số phận ông Lý Thượng Phúc như thế nào, không biết vì do gì nhưng mà ông mất tích trong khoảng 2 tuần vừa qua. Và người phát hiện đầu tiên là ông Ram Emanuel, đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật. Đó. Và ông Lý Thượng Phúc thì tôi nói đáng lý là ngày 7 và 8 tháng 9 vừa qua phải gặp ông đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ở tại tỉnh Lào Cai và bên Vân Nam trong cái giao lưu quốc phòng lần thứ 8 giữa Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng ông đã không có mặt và báo chí Việt Nam hoàn toàn không đưa tin này ém luôn bởi vì đưa có khi cũng mệt à. thì đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị vào những kỳ sau.